Tilo rap nhanh nhưng mà nói chậm. Tilo là một người rất là tốc độ. Bọn em làm rất nhiều thứ với nhau mà có những thứ em không kể được. Ví dụ thì mọi mong. Không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Tilo là một người rất là tốc độ. Cả hai nghĩa. Tilo rap nhanh nhưng mà nói chậm. Chín luôn ở trong áo rồi.